Khánh Thi tiết lộ hành động bất ngờ của Phan Hiển khi lộ chuyện tình. Là khách mời của Gala nhạc Việt với chủ đề Như phút ban đầu, Khánh Thi và Phan Hiển được dịp ôn lại những kỷ niệm từ lần đầu gặp nhau cho tới tận khi kết hôn và sinh con. Chia sẻ về mối thiên duyên tiền định với chàng học trò, Khánh Thi cho hay, năm đó tôi mới đi du học Đức về, có một phụ huynh gọi cho tôi, bày tỏ mong muốn cho con theo tôi để học nhảy. Lần đầu tiên gặp, anh này, tức Phan Hiển, rất mập ngồi trên ghế salon. Tôi tự nhủ, đây là học trò mình sẽ dạy sao? Tôi trình bày với gia đình rằng anh ta mập mạp thấp như thế này thì nhảy cái gì, và tôi chỉ ở Hà Nội 3 tháng rồi sẽ quay lại Đức. Nhưng gia đình rất nhiệt tình, gửi ngay anh ấy ra Hà Nội 3 tháng để theo tôi học. Khi tôi trở lại Đức, tôi có trò chuyện qua lại với anh này bằng Yahoo, và một năm sau tôi về Việt Nam thì mới chính thức dạy Hiển. Khánh Thi tiết lộ trong quá trình tập luyện chung, điều cô thích nhất khi gặp Phan Hiển là nhìn lưng của anh chàng, trong khi Phan Hiển lại chia sẻ anh yêu Khánh Thi từ phút đầu gặp mặt. Lần đầu tiên gặp thấy cô ấy trên sàn thi đấu, tôi thấy có cái gì đó khác. Lúc đó tôi thấy cô ấy rất sexy và rất quyến rũ. Phan Hiển cũng cho hay khi anh bày tỏ tình cảm, Khánh Thi lập tức bị đơ. Khánh Thi xác nhận điều này và bộc bạch, cái người này tức là chỉ Phan Hiển làm cho tôi thích vì ông ấy rất men. Đi cùng thì ông ấy mở cửa cho tôi, làm bất cứ việc gì ông ấy cũng chỉ nói một câu, việc này để đàn ông làm. Nhiều khi những người đàn ông khác thể hiện sự ga lăng với tôi thấy các anh cứ xạo, nhưng với sự đồng hành của Phan Hiển tôi cảm thấy khoái hơn. Khánh Thi cũng xác nhận khi nhận lời yêu Phan Hiển, cô không hề bận tâm về chuyện chênh lệch tuổi tác. Cô nói, từ khi bị báo chí biết, tôi mới biết thế nào là rào cản, tôi sống rất phiêu. Khi đến với người này tôi không bao giờ nghĩ tôi già hay tôi đã bao nhiêu tuổi. Hai gia đình cũng không hề phản đối chuyện của chúng tôi. Mẹ tôi rất Tây nên bà dễ dàng chấp nhận, gia đình Phan Hiển cũng im lặng và chúng tôi sống rất bình thường. Chỉ đến khi báo chí phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi thì sóng gió mới bắt đầu nổi lên. Nhưng cũng nhờ những sóng gió ấy tôi mới chắc chắn rằng đây chính là người đàn ông của tôi. Bình thường Hiển cũng không thương tôi lắm đâu, nhưng từ khi có vụ dư luận trái chiều, ông ấy dọn đến nhà tôi hẳn và cũng chẳng quan tâm những gì xung quanh nữa. Nữ kiện tướng vui vẻ cho hay, ban đầu dù yêu nhau, đồng hành cùng nhau nhưng tôi không nghĩ sẽ lấy Hiển. Tôi vẫn đi tìm một anh nào đó để làm chồng tôi. Cuối cùng có bầu là Kubi, con trai của Khánh Thi và Phan Hiển, và mọi chuyện bắt đầu. Phan Hiển cũng chia sẻ từ khi có con anh thay đổi hoàn toàn. Đối với Hiển trước khi có con, cứ sau giờ tập bà tôi nghĩ phải đi chơi để xả stress cái đã. Lúc đó nếu nàng này tức Khánh Thi thích thì đi cùng, không thích thì ở nhà. Nhưng từ lúc có con, suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi luôn là về lo cho con cái đã, sau đó rồi tính sau. Thay đổi lớn nhất của tôi là đã vui vẻ tự nguyện từ bỏ rất nhiều cuộc vui. Khánh Thi tâm sự rằng Phan Hiển luôn là người đàn ông có trách nhiệm và trung thực. Từ lúc có con mọi thứ thay đổi rất nhiều. Với Khánh Thi thì thấy mình trẻ ra, còn ông này thì già đi. Hiển luôn tự giác trung thực, khi Hiển đi chơi nghĩa là dùng ô tô đi phượt và sẽ đi cả ngày hôm sau thì Hiển luôn dùng điện thoại chụp hình lại và gửi cho tôi kèm tin nhắn. Yên tâm nhé, anh không có bồ đâu, chỉ nghe vậy thôi cũng thấy mát lòng. Đây là lần đầu tiên Khánh Thi và Phan Hiển chia sẻ về con đường từ tình yêu tới hôn nhân của mình trước công chúng. Những chia sẻ chân thành thẳng thắn của họ nhận được rất nhiều thiện cảm từ khán giả.